Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng của một vị khách ở quận Nhất, Hồ Chí Minh đã đặt mua trực tuyến trên website của ship.vn và chờ khoảng 3-5 tuần thì ngày hôm nay kiện hàng đã về đến văn phòng của ship.vn tại Việt Nam. Đây là một số kênh thông tin bên mình. Kiện hàng được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ, đó là Ashford, và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới này là số tracking của đơn hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email của khách hàng thường xuyên, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng theo dõi cái đơn hàng của mình. Kiện hàng về đến Việt Nam vẫn còn rất là cứng cáp và chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ ship.vn sẽ trực tiếp khui để có thể kiểm tra được mẫu sản phẩm bên trong ngày hôm nay. Vị khách này đặt mua hai mẫu sản phẩm, đó là hai chiếc mắt kính đến từ thương hiệu Christian Dior và một chiếc nữa đến từ thương hiệu Oakley. Thì ngày hôm nay bây giờ mình sẽ video này mình sẽ kiểm tra trước cái mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Dior. Thì nói sơ về cái thương hiệu Dior này, cho những bạn nào chưa biết thì Christian Dior, thường được gọi là Dior, là một cái hãng thời trang cao cấp của Pháp do doanh nhân người Pháp là Bernard Arnault kiểm soát và chủ trì luôn. Ông cũng là người đứng đầu tập đoàn rất là lớn trên thế giới, đó là tập đoàn Louis Vuitton, đó là một cái tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới. Thì công ty Dior được thành lập vào năm 1946 bởi nhà thiết kế thời trang người Pháp là Christian Dior, người gốc Normandy. Đó là một số thông tin về thương hiệu Dior cho các bạn nào chưa biết. Đây là chiếc mắt kính Oakley. Và bên trong chúng ta sẽ có thêm chiếc mắt kính nữa đến từ thương hiệu Dior đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta trong video này. Bên trong chúng ta sẽ có giấy gói của Ashford. Ngoài ra sẽ không có gì khác. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ lấy nhân vật chính ra khỏi cái bên chiếc bao ni lông này. Chiếc túi ni lông này sẽ giúp cho chiếc bóp chúng ta sẽ không bị bẩn bởi bụi cũng như là mồ hôi tay. Bên ngoài chúng ta có một chiếc khăn lau của Dior, rất là sang trọng. Thiết kế hộp là một thiết kế dạng hình tam giác rất là ấn tượng với một đường và cắt chéo rất là đẹp, tạo nên cái nét độc đáo cũng như là sang trọng của mẫu hộp. Phía bên trên chúng ta có một cái logo thương hiệu Dior được dập chìm. Ngoài ra chúng ta sẽ không có thông tin gì khác ở bên ngoài hộp. Mình sẽ mở chiếc hộp này ra để thấy được nhân vật chính của chúng ta. Bên trong vẫn là những một lớp nhung rất là quen thuộc trong cái ca hộp mắt kính, giúp bảo vệ chiếc mắt kính của chúng ta tốt hơn. Bên trong box thì chúng ta còn có một cái chiếc thẻ, là chắc là cái này chiếc thẻ bảo hành, hơi khó lấy một tí, với tên thương hiệu Christian Dior Paris. Mình sẽ để qua một bên. Đây là nhân vật chính của chúng ta, được đựng trong một chiếc túi ni lông nữa. À, đây là tên tập đoàn Safilo. Mẫu sản phẩm của chúng ta thuộc cái bộ sưu tập Dior Evolution với mã màu là 2M2 Black Gold, nghĩa là màu của khung vỏ và cái khung trên đây màu gold, cũng như ở giữa là màu đen, nó kết hợp là màu là black gold với một số thông số như là độ rộng kính, cầu kính và độ dày càng kính. Giờ mình sẽ mở lấy nhân vật chính chúng ta ra để có thể xem quan sát được kỹ hơn cũng như là kiểm tra được cái mẫu sản phẩm. Thương hiệu họ gói khá là kỹ, đây là thương hiệu mắt kính, họ gói khá là kỹ lưỡng, đúng chất của một thương hiệu nhãn hàng cao cấp. Thường thì những mẫu Ray-Ban thì họ chỉ bảo bọc hai cái càng kính này là chủ yếu, còn đây là bên Dior thì họ bao luôn cả cái phần cầu kính cũng như là cái phần khung kính này, họ bao hết luôn cả hai chiếc mắt kính của chúng ta, hai bên rất là kỹ lưỡng, đảm bảo được cái sản phẩm của chúng ta sẽ không bị bám bụi cũng như là cái chất bẩn có thể vướng vào. Họ rất là kỹ.
các bạn có thể thấy cái màu gold của khung rất là đẹp, kết hợp với cái màu đen huyền bí này. Mình sẽ nó bị vướng vào cái chiếc đệm mũi này nên nó hơi dính một tí, khó lấy ra một tí. Sẽ nghiên cứu mình xem đây những cái chính của chúng ta rất là nổi bật với hai tông màu đen và màu vàng gold rất là sang trọng. Đây là một mẫu mắt kính dành cho nữ thuộc bộ sưu tập Dior Evolution của thương hiệu Christian Dior. Mã sản phẩm là DIORREVOLS-02M2-2K. Cái mã này tương đối là nó dài. Thì phía dưới video này mình có để mã sản phẩm cho các bạn có thể đánh mã sản phẩm này vào trang chủ của xship.vn để có thể mua được với giá tốt nhất. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về chất liệu khung của mẫu sản phẩm. Thì chất liệu khung của mẫu sản phẩm này là chất liệu metal, chất liệu kim loại, được mã lớp PVD màu vàng gold rất là đẹp mắt và được chế tác đánh bóng rất là quen thuộc trên các mẫu mắt kính cao cấp, cho cái hiệu ứng bắt sáng khi chúng ta quay ở mọi góc nhìn rất là đẹp và sang trọng. Màu càng kính thì cũng là màu vàng gold. Đây chính là cái màu càng kính, nó là một màu vàng gold rất là đẹp mắt. Màu vàng gold luôn luôn tượng trưng cho cái sự sang trọng và quý phái. Đây là một mẫu kính dành cho nữ thì cái sự quý phái nó càng tôn lên qua cái màu vàng gold này. Màu khung tổng thể thì được phối hợp giữa màu đen và màu vàng gold, được gọi là một black gold. Với cái kiểu khung là dạng round, có nghĩa là dạng hình tròn như thế này, bầu tròn như thế này. Màu kính của chúng ta là màu xám gray. Theo thông tin của nhãn hàng thì đây là màu gray. Tuy là nhìn qua video các bạn sẽ cảm nhận nó thành giống màu đen hơn, nhưng mà thông tin của hãng đưa ra là màu gray, có nghĩa là nó hơi xám nhưng mà nó hơi đậm một xíu, cho nên là các bạn có cảm giác nó giống màu đen hơn. Kính của chúng ta thì 100% chống được tia UV, nhưng mà rất tiếc là mẫu sản phẩm của chúng ta lại không được trang bị cái lớp chống lóa như là các sản phẩm cao cấp khác. Độ rộng kính của mẫu này là 58mm với cầu kính là 15mm và càng kính, chiều dài càng kính là 145mm. Thì đây là một cái chiều dài tương đối dài của một các mẫu mắt kính. Thì cái chiều dài gần như là tối đa rồi các bạn, 145mm là gần như tối đa rồi. Phía sau chúng ta có gì đây? Phía sau chúng ta là một lớp màu vàng gold luôn, rất là nổi bật. Đuôi kính là chúng ta sẽ có hai đuôi kính màu đen. Đây, phía đuôi gọng chứ, phía đuôi của càng kính thì chúng ta có hai phần màu đen làm nổi bật lên cái tông màu gold hơn. Nó có cái điểm nhấn khi mà chúng ta được nhìn ngang từ phía, khi mà mọi người nhìn ngang qua chúng ta sẽ có cái điểm nhấn trên gương mặt của chúng ta. Tại vì một màu vàng gold suông đục thì nó sẽ không có tạo được cái điểm nhấn ấn tượng với những người xung quanh. Đây là chữ CD, chính là viết tắt của thương hiệu Christian Dior. Phía chính giữa cầu kính chúng ta có một hình ngôi sao màu vàng rất là ấn tượng. Đặc điểm nhận diện của bộ sưu tập Dior Evolution. Tổng thể thì qua kiểm tra sơ bộ thì XCVN nhận thấy là mẫu sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không có dấu hiệu trầy xước hay là cấn móp. Mẫu sản phẩm của chúng ta mang một phong cách rất là sang trọng, quý phái và trẻ trung, rất thích hợp với các bạn nữ trong các dịp đi cuối tuần hoặc là đi chơi các sự kiện, đi hoặc là tham dự các sự kiện lớn. Đó là một số góc quay chi tiết mà trong quá trình kiểm tra xship.vn chúng tôi có quay lại, giúp cho các bạn nào đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này có được cái nhìn tổng quát nhất cũng như là khách quan nhất về mẫu sản phẩm này. Cùng với đó là các chia sẻ mà trong quá trình kiểm tra hàng xship chúng tôi có muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.